Be strong. Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Quay trở lại với con game Bat to Bat. Nên mà thì bữa nay sẽ đi đánh cái con boss kế cuối à. Cái con boss mà ở cái nhiệm vụ chiếm tàu bay đại thành đó. Thì không biết là sau ở cái chỗ chiếm tàu bay đại thành nó còn boss hay không. Thì ở đây là một cái ô mà trước trước cái chỗ mà nhiệm vụ chiếm tàu bay đại thành ha. Ok, cái map này mình nghĩ là chắc nó cũng nhỏ thôi, tại vì cái map này là đánh boss mà. Thường mấy cái map đánh boss thì nó cũng không có to đâu. Ok, đây thì để từ tiêu diệt mấy lính này xem con boss này như là con heo thì phải. Thấy anh em kêu là con boss kế cuối à. Cái con boss mà chặn đường vào tàu bay đại thành là con heo. Không biết là phải con heo không, để vô xem thử ha. Ok, đây thì vẫn có mấy thằng lính Doria. Đây nè, con boss nó cái điểm màu xanh này anh em. À, map này khá là nhỏ, tại vì nó giống như những cái phòng map trước thôi. Mấy map đánh boss thì nó tương đối là nhỏ, chỉ có cái map mà đánh Ares phòng không thì nó có vẻ nó hơi to hơn xíu. Còn đa số là nó cũng bé bé nên. Ok, để xem là cái map này không có cái điểm nào bắt cúp mình, giống như là một cái đường băng vậy đó anh em mà. Đây đây, cái con boss nè, kiểu như là một cái đường băng vậy đó. Ủa, con heo thì anh em mà. Con heo này nhìn ớn vậy, nhìn xấu, xấu dã man anh em mà. Đúng là hiện thân của sự tham lam và dục vọng. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tại sao lại bắt tay với loài người? Vì tiền, còn lý do gì khác đâu. Tức là ông này là đội quân của loài vật mà lại đi bắt tay với con người. Tại vì con người có tiền, đâu con heo thì thường là biểu tượng của việc tham lam mà. Yêu hòa bình nhưng mà lại muốn có thêm tiền và quyền lực, cho nên là bắt tay với loài người ha. Thế giới giống như là cái con sư tử đó, thủ lĩnh Alex giống vậy, thì phản bội lại ha, đầu quân cho loài người. Đây thì trong cái con game này thì loài người lại là loài phản diện là ta. Các loài vật thì kiểu như là bị săn bắt, bị ăn thịt hết, đâm ra là loài người là một loài phản diện ha. Ok, bây giờ sẽ vô tiêu diệt cái con heo này. Con heo này tên là cái gì hơi khó đọc nên mà từ từ nha, để mình thử mấy cái thằng lính xung quanh này đã. Không biết là con heo này nó có mạnh mẽ gì hay không, chứ mà hiện tại đánh mấy con boss vừa mới chạy qua thì cảm giác nó rất là dễ, chưa có gì thử thách anh em mà. Durok More thì con heo này, ủa không thấy nó tung skill gì vậy ta, nó cứ chạy lòng vòng vậy thôi hả. Ở đây nó có ném tiền nè. Nó chỉ chịu hồi lính thôi anh em mà, nó không có một cái skill gì gọi là tác động lên đội hình của mình hết á. Nó chỉ đơn thuần là gọi mấy đệ ra và chạy theo thôi hả. Gì cùi bắp vậy? Ủa vậy thì quá dễ hả ta? Ủa vậy thì có gì chơi đâu ta? Sao không dễ gì chơi? Không vô lý thật. Cái con boss mà canh cửa của cái tàu bay mà. Ê, bậy quá anh em mà. Nó hồi máu nè. Vãi đạn, nó hồi phun máu luôn kìa. Rồi giúp bao giờ mới chết ta? Không được rồi, vậy là con này nó là có kỹ năng phòng thủ của nó mạnh quá anh em mà. Nó chịu hồi lính gọi đạn ra là chính, và nó kỹ năng hồi máu à. Thì mình phải bắn nó liên tục, mình phải bắn nó mà làm sao mà cái tỷ lệ mình tốn máu nó phải lớn hơn cái tỷ lệ mà nó hồi máu nha. Chứ không là mình cứ bắn mà mình chạy quá thì nó hồi máu thì biết bao giờ mới xong ta. Khá căng đấy. Ok, đây thì một cái mấy lính này thì mình giết nhanh, cho nên mình sẽ cố gắng mình giữ cự ly gần, bắn vào đầu ha, để tấu máu nhiều nhất có thể. Nhưng mà khúc này nó chịu hồi là mấy để bắn tát quá anh em mà. Mình nghĩ là về máu nó càng thấp thì nó sẽ chịu hồi ra nhiều mấy con mà nó đau hơn. Từ từ nha, khúc này được rồi, để cho máy bay ra bắn phụ con này mà không ổn lắm. Nếu mà mình phải cố gắng tấu nó nhiều máu nhất có thể, chuẩn bị nó hồi máu nè. Ủa, nó chịu hồi ra một tấu luôn nè anh em, đáng vậy chơi. Liệu có ổn không ta? Thôi xong rồi. 2000 years later.
Lại cấu máu nó quá mà không để ý anh em, mà không để ý đội trưởng bị ngã xuống. Ok không sao, mình có lệnh coi quảng cáo mà, gọi là có lệnh làm lại ha. Đây mình cấu nó cũng được nhiều máu nè, chỉ là do mình ham bắn cái con heo này đó, nó hồi máu nè anh em, nhưng mà giờ nó không hồi full được đâu. Vậy là mình đã cấu thành công rồi đó, tức là mình phải đảm bảo cái tỷ lệ mà mình cấu máu nó với cái tỷ lệ nó hồi máu, mà mình phải cấu được nhiều máu hơn so với việc nó hồi máu thì mới giết được. Con này chỉ là trâu thôi, trâu bò thôi vậy, hồi máu thôi chứ còn nó không có skill gì đặc biệt hết, nó hơi thất vọng ha. Chủ yếu là nó khó chịu cái việc nó tăng máu thôi, chứ còn để mà chịu hồi mấy cái thằng lính thì mấy thằng lính này mình giết ngọt à. Anh em biết cái đội hình gì mà chơi ngon không? Cái này là cầm shotgun đánh ngon nha. Đánh cái con heo này là nó cần gây đam mắt chứ không cần tầm bắn xa, cho nên là anh em nào mà có điều kiện dư thì mình nghĩ là chế tạo một loạt shotgun hoặc là súng hoa cải bắn cự ly gần là ngon đó anh em à. Mạnh á, cái con heo này nó sợ nhất là bị cấu máu nhiều, khoảng thời gian nó hồi máu không bằng với khoảng thời gian mình cấu máu là ok. Tại lúc này nó chịu hồi ra nhiều khó quá, từ từ anh em à, lần này mà ngã xuống là đi luôn đó, không có cơ hội làm lại đâu. Thì mình đây cấu khá nhiều, mình nghĩ là ổn thôi, nếu mà anh em đừng ham quá, như mình lúc nãy mình hơi ham mình không để ý, còn diệt mấy bọn tệ nó cũng nhanh à. Vậy là sắp sửa phá đảo nữa rồi hả ta? Hình như là thấy có anh em nào kêu là cái nhiệm vụ chiếm tàu bay là cái nhiệm vụ không phải là khó mà là nhiệm vụ mất thời gian nhất, khi mà phải kiếm hình như đâu là 2.500 cái mảnh mảnh chip đồ đó, mảnh vàng vàng mới chiếm được cái tàu bay đại thành đó. Thì không biết là như thế nào để cố gắng giết cái con heo này ra, nó lại hồi máu này nha. Nhưng mà đợt này nó hồi máu không bằng cái việc mình cấu máu nó ha, cấu máu nó cũng nhiều phết. Nói chung con heo này thì nó chỉ có cái điểm đặc biệt là nó hồi máu thôi, chứ còn lại thì không có gì sắc hết anh em, mà chịu hồi lính thôi. Thấy là hơi bản cập nhật lần này nó hơi gọi là hơi dễ đó, tại vì là cũng chưa cần phải lên sắc đồ tím nữa. Ở đây là mình toàn là đồ xanh lam thôi, chỉ có cái ba lô à, ba lô để cộng thêm ô chữ đồ là màu tím, với lại hầu như là chủ đạo thì vẫn là đồ xanh lam thôi. Nhưng mà tại mình chưa có thời gian đi loot đồ nhiều á, thì thành ra là cái này mình nghĩ là phải lần sau, phải lần cập nhật tiếp theo thì có khả năng nó sẽ khó hơn, lúc đó sẽ cần phải xét đồ tím. Thì anh em có thể là trong thời gian chiếm cái tàu bay đại thành đi loot cái mảnh chip thì có thể là kiếm thêm đồ, chứ còn thực sự thì đồ xanh lam súng vàng là chơi được anh em, chơi tới đây là thấy là ok rồi, không có loot nhiều, là đi cốt truyện là cũng sắp hết đại thành rồi. Con heo này gần chết rồi nè, con heo này được cái nó chạy nhanh cho nên nó sẽ bị ăn đạn đầu tiên, mấy thằng đệ chạy sau thì không bị dính đạn tập trung vào con heo rồi. Xong rồi anh em, quá easy game thật sự, bây giờ mới kêu cứu à. Đó là việc làm của quỷ, chấp nhận thôi, không bây giờ lại còn lươn lẹo kêu là việc làm của quỷ mới ghê chứ. Nói chung là con heo này thì quá đơn giản anh em à, dễ nhất trong cái cốt truyện đại thành này. Mình nghĩ con heo là con dễ nhất thật sự luôn, con heo nó dễ nhất tại vì nó không bắn được cái gì vào đội hình, nó chỉ là chịu hồi thôi. Cái pha hồi nãy nằm xuống thì do là mình bắn ham thôi, chứ nếu anh em tỉnh táo thì không mất mạng khúc đấy đâu anh em à. Mình nghĩ là đơn giản thôi. Đây thì đang là nói chuyện đồ tìm vaccine với lại các kiểu ha. Nếu không có chuyện gì, ta sửa chữa cho trận chiến cuối cùng, đem những vật liệu cần thiết. À bây giờ là đi chiếm đại thành, giờ sẽ chiếm những cái đây có cái khẩu súng vàng này, được một khẩu súng vàng MG gì nè. Những dòng súng vàng thì giờ nói chung cũng dư rồi, mang về để rã lấy lõi thôi. Lấy lõi thì mình có khả năng là chế một cái một cặp những cái súng hoa cải đi. Gặp những cái con nào mà cần gây đam thì mình có thể là đổi súng hoa cải cho nó gây đam to này mà. Ok thì từ từ nha. Ở đây thì mình sẽ còn qua được cái map chiếm đại thành nữa. Ở đây có cái ba lô này, ô chứa đồ cộng thêm 37 ô chứa đồ. Ba lô này cũng ngon này anh em, ba lô cấp cao nha, ba lô tím nghe ổn đấy anh em à. Đó, mở được một mớ cái ô chứa đồ luôn nha. Mấy cái ba lô tím mà anh em chế tạo cấp cao nhất mình nghĩ nó sẽ được nhiều ô chứa đồ đó, nên chế những cái ba lô như vậy, tại vì giờ là cần nhiều vật liệu mà cái kho chứa mình mở rộng thì hết mở rộng được rồi, phải mua bằng tiền. Ok thì chúng ta sẽ cùng qua cái map gọi là chiếm tàu bay ha. Đây là cái tàu bay giống như tàu con thoi à,
chiếm tàu bay đại thành thì nó kiểu như là một cái tàu phóng lên vũ trụ anh em ạ. 2.500 mảnh, mấy kia thì nhanh thôi, chỉ có cái 2.500 cái mảnh chip thì có vẻ là hơi lâu. Ok, nên anh em coi video clip đây thấy hay thì đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Chắc là hôm nay tới đây rồi em mà chờ cập nhật tiếp thôi, chứ không biết là còn gì để chơi nữa không. Mình kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.